Sau nhiều đợt tăng liên tiếp trong suốt tháng 12, giá rau xanh tại các chợ truyền thống trên địa bàn thủ đô đã có điều chỉnh giảm nhẹ. Thời tiết lạnh giá là nguyên nhân khiến giá rau xanh leo thang tại các chợ Hà Nội. Ghi nhận tại một số chợ dân sinh, các loại rau như cải cúc, cải bó xôi đang được bán với giá khoảng 10.000 đồng một mớ, giảm 5.000 so với trước. Các loại củ giảm giá chậm hơn, su hào vẫn 10.000 đồng một củ, cải bắp từ 20.000 đồng trên 1 kg. Với thời tiết lạnh như hiện nay, giá rau xanh được dự đoán sẽ chưa thể giảm ngay. Giá rau mấy ngày hôm nay đã hạ nhiệt rồi chị ạ. Đó cải xong mới nọ là 17.000 đến 18.000, bây giờ xuống có 13.000. Đấy, cải xanh thì mới nọ 45.000 một cân, bây giờ xuống 20.000, xuống hơn cả một nửa luôn chị. Đấy, mấy cả rau cải chip thì mới nọ là 30.000, bây giờ xuống có 15.000. Một trong những nguyên nhân khiến giá rau xanh tăng cao còn bởi giá phân bón đắt đỏ, người trồng rau thu hẹp diện tích trồng rau. Bên cạnh đó, thời tiết năm nay lạnh muộn, không thuận lợi cho rau xanh phát triển nên nguồn cung không nhiều. Cái đợt vừa rồi là vì rau giống ấy, nó người ta làm nhiều, cái thứ nhất. Cái thứ hai là rau làm tự nhiên là nó không lên được mà nó bị coi như chết nhiều, là nó cũng ảnh hưởng cái thời tiết. Cái thứ ba là rau cái đợt nó quá rẻ, dân người ta cũng không làm mấy nên là không có rau. Hiện nay, những nông dân hợp tác xã rau sạch xã Yên Viên đang tập trung cho vụ rau mới, dự kiến cung cấp ra thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, diện tích sản xuất cũng khá rẻ rặt. Như rau mới là mới đang tỉa này độ khoảng nửa tháng nữa là tôi được thu hoạch. Thời điểm này chuẩn bị là làm rau là chuẩn bị cho ra có Tết ăn đấy, là có rau để cho cung cấp cho các cơ quan sinh nghiệp. Đấy, ra Tết mới có. Còn khi mà trong Tết và cái độ giáp Tết ngoài Tết thì có khi là công nhân nghỉ nhiều mà nó bán là chậm. Thì là cái thị trường nó giá rẻ cho nên là cũng nhiều người nghỉ. Theo dự báo của chuyên gia nông nghiệp, từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, rau xanh còn khan hiếm và giá cao. Nguyên nhân do thời tiết khắc nghiệt, ít mưa, trời rét đậm khiến sâu bệnh phát triển. Rau chậm sinh trưởng nên nguồn cung rau thiếu hụt cho thị trường.